Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay sẽ có một số tin tức đáng chú ý trong nước, trong tỉnh và quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng nay ngày 21 tháng 2 tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức lễ viếng đồng chí Trường Vĩnh Trọng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Cùng thời điểm này tại Hà Nội, lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trường Vĩnh Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thành Tông từ 8 giờ đến 11 giờ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Trường Vĩnh Trọng. Từ sáng sớm nay và trước đó, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ sống và làm việc tại địa phương và các vùng lân cận đã có mặt tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương chia buồn với gia đình nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đúng 8 giờ, lễ viếng được cử hành trọng thể. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trường đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Trường Vĩnh Trọng. Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre Anh Hùng, một tấm lòng nhân hậu, tấm gương sáng về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, luôn trần trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân. Lễ viếng được tổ chức đến 19 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 2 năm 2021. Lễ truy điệu được tổ chức vào 9 giờ và lễ an táng diễn ra lúc 11 giờ ngày mai, 22 tháng 2 năm 2021 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Quốc hội khóa 15 dự kiến gồm 500 đại biểu được cử tri bầu ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất vào ngày 12 tháng 6 năm 2021. Theo quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, về thời điểm diễn ra hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là ngày 17 tháng 2 năm 2021, 95 ngày trước ngày bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là ngày 19 tháng 3 năm 2021, 65 ngày trước ngày bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chậm nhất là ngày 18 tháng 4 năm 2021, 35 ngày trước ngày bầu cử. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội chậm nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2021, 25 ngày trước ngày bầu cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri chậm nhất ngày 13 tháng 4 năm 2021, 40 ngày trước ngày bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12 tháng 6 năm 2021. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 là 500 người. Trong đó, số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương là 207 đại biểu, chiếm 41,4%, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu, chiếm 58,6%. Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân. Ngoài ra theo phản ánh, một số chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất gây khó khăn cho người nộp thuế. Vì vậy, Tổng cục thuế đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân, đồng thời tuyên truyền khuyến khích người nộp thuế có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử. Theo đó, Tổng cục thuế hướng dẫn người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong ba cách sau. Cách 1, người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử. Cách 2, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia đối với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cách 3, người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế. Dù thị trường vàng đã sôi động kể từ ngày mùng 6 Tết khi người dân có tâm lý mua sắm sớm để tránh tập trung đông người, thế nhưng trong ngày vía thần tài hôm nay 21 tháng 2, thị trường vàng cũng không giảm nhiệt bởi nhiều người đợi đúng ngày thần tài mới mua vàng các cửa hàng vàng cũng tung ra nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng với nhiều mức giá khác nhau trong ngày thần tài. Đặc biệt, lượng cách mua sản phẩm trang sức nhẫn 0,5 đến 1 chỉ khá vượt trội so với mua các sản phẩm vàng miếng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường vàng cũng không còn cảnh xếp hàng mua từ sáng sớm để lấy may. Thay vào đó, nhiều người chủ động mua sớm, đặt mua online, tránh các khung giờ cao điểm để mua vàng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết, năm nay lượng đơn hàng mua online tăng đến hơn 300% so với năm trước. Các hệ thống cũng đã chủ động yêu cầu khách hàng đến mua phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, phân làn đi để hạn chế tiếp xúc phòng chống dịch. Theo dự báo giá vàng hôm nay không chịu biến động sáng tăng chiều giảm như các năm trước do ngày vía thần tài trùng vào ngày chủ nhật. Tính đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 1.469 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 776 ca. Bộ Y tế tính từ 18 giờ ngày 20 tháng 2 đến 6 giờ ngày 21 tháng 2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đến nay có tổng cộng 1.469 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 776 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 123.942. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có 69 ca âm tính lần 1, 39 ca âm tính lần 2, 55 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2, số ca điều trị khỏi 1.627 ca. Tại tỉnh Hải Dương, ước tính tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, khó lường để triển khai triệt đề các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chỉ đạo quyết liệt triệt đề Đồng thời yêu cầu tất cả cán bộ công chức viên chức người lao động có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử, yêu cầu người thân cùng thực hiện. Hiện nay trên ứng dụng Bluezone đã tích hợp chức năng khai báo y tế điện tử. Ngoài ra có thể thực hiện khai báo trên ứng dụng nCoV, trang https 2 2 chéo, tờ khai y tế vn Ứng dụng Smart Hải Dương, trang Zalo, chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, tất cả đều được tích hợp chung vào một cơ sở dữ liệu. Tính đến sáng ngày 21 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận có tổng số 603 người mắc COVID-19, phát sinh 12 ca mắc mới, đều là các ca F1 đã được cách ly đồng thời ghi nhận huyện Kim Thành xuất hiện ổ dịch mới. Cụ thể, trong 12 ca mắc mới, thành phố Chí Linh có 1 trường hợp, thành phố Hải Dương 2 trường hợp, huyện Cẩm Giàng 3 trường hợp, huyện Nam Sách 1 trường hợp và huyện Kim Thành 5 trường hợp tại xã Kim Liên. Hệ thống y tế gặp khó khăn nghiêm trọng do thiếu trang thiết bị y tế cần thiết cùng với sự xuất hiện của những biến chủng mới gây nguy hiểm hơn đã đẩy tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại châu Phi này lên trên mức trung bình toàn cầu. Châu Phi từng được xem là một hình mẫu của thế giới khi cách đây chỉ vài tháng, số ca tử vong COVID-19 là thấp nhất. Tuy nhiên, hiện nay báo cáo số ca tử vong đã tăng vọt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi hôm qua cho biết, tổng số ca tử vong tại châu lục này là hơn 100.200 người. Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức Y tế Thế giới tại Châu Phi hôm qua cảnh báo, số ca tử vong do COVID-19 ở Châu Phi đã tăng 40% so với tháng trước, tương đương hơn 22.000 người tử vong trong 4 tuần qua sự lây lan của biến thể mới với khả năng lây lan nhanh hơn cùng độc lực cao hơn virus gốc có thể khiến làn sóng dịch thứ hai tại đây kéo dài, kéo theo nguy cơ làm tê liệt hệ thống y tế vốn đã mong manh. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm qua theo hình thức trực tuyến, các nhà lãnh đạo bảy nền công nghiệp hàng đầu đã cam kết tăng cường đóng góp cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu để vaccine ngừa COVID-19 có thể đến với những nước nghèo khó hơn, trong đó có châu Phi. Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 do Liên minh châu Phi thành lập hôm qua cho biết, bên cạnh 270 triệu liều mà Liên minh châu Phi có thể tự đảm bảo, châu Phi đã nhận được cam kết của Nga cung cấp 300 triệu liều vaccine và số vaccine này có thể sẵn sàng ngay từ tháng năm tới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Sáng ngày 21 tháng 2 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Sự lễ khởi động có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, địa phương và đông đảo đoàn viên thanh niên. Thực hiện lời căn dặn của bác, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức phát động thi đua trồng 900.000 cây xanh, 90 vườn ươm, vườn cây sinh kế, khánh thành các mô hình điểm cấp trung ương nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Tại xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, với tổng kinh phí là 600 triệu đồng do Trung ương đoàn hỗ trợ. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần sung kích trách nhiệm của tuổi trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 5.200 cây xanh tại xóm Mã Lịp và xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Đây là hoạt động thiết thực sẽ góp phần nâng cao ý thức của các đoàn viên thanh thiếu nhi chung tay góp sức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội. Nằm trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức lễ khởi công phục dựng nhà sàn, nơi anh hùng liệt sĩ Kim Đồng được sinh ra và lớn lên theo đúng nguyên bản của nhà sàn dân tộc Nùng. Với diện tích 200m2, với khuôn viên cây xanh sân vườn và có hàng rào đá bao quanh, Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban thường vụ tỉnh đoàn Cao Bằng tập trung chỉ đạo, giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ và tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phối hợp cùng gia đình liệt sĩ anh Kim Đồng tổ chức vận hành hiệu quả công trình để công trình trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến thường xuyên của đội viên thiếu niên cả nước. Thông qua điểm đến này, bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước, vun đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin giúp các em hoàn thiện nhân cách, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác hồ. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng 20 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trao hỗ trợ sinh kế 5 con bò cho thanh niên 6 Mã Lịp, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hà Quảng. Trong khuôn khổ các hoạt động khởi động tháng thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân tân sửu năm 2021, chiều ngày 20 tháng 2, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức khánh thành và trao tặng thư viện sách thiếu nhi cho các em học sinh trường trung học cơ sở Đức Long, huyện Hòa An dự buổi khánh thành có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn, phó chủ tịch thường trực hội đồng đội Trung ương, lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Hòa An. Công trình thư viện sách thiếu nhi được triển khai từ tháng 1 năm 2021 với kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng. Thư viện có 2.000 đầu sách báo mới của nhà xuất bản Kim Đồng và ấn phẩm của báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Thư viện được bài trí sinh động hấp dẫn với những kệ giá sách, tranh tường vẽ phong cảnh đẹp mắt. Việc xây dựng thư viện sách thiếu nhi nhằm giúp học sinh có một không gian đọc sách thân thiện, tìm hiểu nhiều điều bổ ích trong cuộc sống để phát triển toàn diện cả về thể chất tinh thần. Tại lễ Khánh Thành, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tặng 20 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Đức Long. Chiều ngày 20 tháng 2 tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ của chương trình khởi công tháng thanh niên năm 2021 do Trung ương đoàn phát động nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Đoàn công tác của Trung ương đoàn đã khởi công xây dựng hai căn nhà nhân ái cho gia đình thanh niên Bàn Tràn Vạng, xóm Lũng Trang, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, và Hoàng Lục Thuật tại xóm 4 xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. Đây là chương trình của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Tập đoàn VNPT Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí là 130 triệu đồng. Công trình nhà nhân ái thể hiện tinh thần tương thân tương ái của thế hệ trẻ, đồng thời phát huy vai trò sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Bản tin 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.